Phong ơi, anh hãy chơi thử tựa game Cái đầu của Phong Cận trong Roblox đi anh. Ủa, cái gì? Cái đầu của Phong Cận trong Roblox? Chẳng lẽ là tôi nổi tiếng đến cái mức mà có người làm về tựa game về cái đầu của tôi ở trong Roblox luôn hả? Ồ, nghe cũng về hấp dẫn nha mấy ní. Từ từ để tôi lên tôi xem coi nó là cái gì nè. Hiện tại thì tôi thấy là ở trong Hero Team đang có hai người là Camui với lại là Kairon đã làm cái video về cái đầu của Phong Cận ở trong Roblox. Sao lại có cái game gì mà cái đầu của Phong Cận ta? Từ từ để tôi vô tôi chơi thử coi nó như thế nào anh em nha. Ok, vô rồi, let's go. Rồi, ok 500 anh em, thì hiện tại bây giờ là tôi đã vào trong cái tựa game mà mọi người bảo là game về cái đầu của Phong Cận ở trong Roblox nè. Đó, thấy anh em trong Hero Team chơi nè. Còn bây giờ thì tôi sẽ vô tôi kiếm coi liệu rằng ở trong đây là có cái đầu của tôi thiệt ở trong đây không nha anh em. Ok, đi vòng vòng xem thử nè. Hey, từ nãy đến giờ anh em là tôi đã đi vòng vòng ở trong cái map này được 15 phút rồi để tôi tìm cho ra được cái khuôn mặt của tôi ở trong cái game này. Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi tìm được đúng một cái khuôn mặt của cái ông này thôi các bạn ạ. À. Ủa, vậy rốt cuộc là khuôn mặt của Phong Cận giữ chưa? Khuôn mặt của Phong Cận giữ chưa? Đây là tôi hả? Đây nhá, đây là gương mặt của tôi khi mà có tóc nha. Còn bây giờ tôi sẽ để đầu chọc để cho anh em coi thử coi cái mặt của tôi, cái mặt ở trong game có giống nhau không nha. Đây. Ok chưa? Ok giữ chưa? Đây. Nhìn hai cái mặt của tôi. Đây, cởi mắt kính ra luôn nè. Cởi mắt kính ra luôn nè. Rồi, có giống không? Nhìn có giống một tí nào không? Mà kêu là gương mặt của tôi giống. Thôi được rồi, tôi tức quá, tôi tức quá. Bây giờ tôi sẽ vô tôi chơi thử coi cái game này là cái gì mà sao anh em lại kêu nó giống gương mặt của tôi nha. Tôi tức quá, tôi không thể nào để cho anh em xúc phạm gọi là nhan sắc của tôi như vậy được. Bây giờ là tôi tức rồi. Anh em xúc phạm nhan sắc của tôi tức rồi, cho nên tôi để cái đầu chọc như thế này tôi quay luôn nha. Đó, tôi quay video như thế này luôn. Rồi ok. Cần 10 người chơi để bắt đầu. Ok, vô thử luôn nè để xem coi 10 người chơi chúng ta sẽ đến với trò chơi gì nha anh em. Theo như mà tôi tìm hiểu á, tôi xem qua video của mọi người thì tôi thấy rằng là cái game này nó giống như kiểu là chơi mini game á mọi người. Là vô nó sẽ cho chúng ta những cái thử thách mà chúng ta sẽ phải vượt qua những cái thử thách đó, và chỉ có một người sống sót duy nhất thôi. Wow, nghe cũng có vẻ là hấp dẫn đó. Wow, skin gì nhìn chất lượng quá ta. Skin gì vậy trời? Hả? Cái con này là cái con gì đây? Con này là con gà hay là con gì vậy? Trời là trời, sao nhìn cái ghê quá vậy. Oh my god, tôi là mấy đầu tôi thấy cái ông này là đã thấy ghê rồi đúng không các bạn? Thanh niên này nhìn còn thấy ghê hơn. Trời ơi, thanh niên gọi là mặc bộ đồ gì đây, trời ơi là trời, sợ thật sự. Ok, và trò chơi bắt đầu luôn nè anh em ơi. Vô tôi. Hiện tại bây giờ là đang có 18 người chơi. Hình như cái này là tôi thấy là nó giống như kiểu Squid Game á mọi người. Nó giống kiểu Squid Game á, nó có mấy cái giường cho mình nằm ngủ nè anh em thấy không? Rồi, ok, hiện tại thì bây giờ tôi đang được chia ra làm hai đội, đội xanh và đội đỏ mọi người ạ. Và tôi đang trong đội đỏ. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Tôi đã chia đội ra làm thành hai đội. Các đội thắng sẽ được an toàn khỏi bị loại. Vui lòng hãy dành thời gian để làm quen với đội của bạn. À, ok. Là có nghĩa là mình sẽ đi xung quanh đi, mình hỏi thăm, mình kết bạn đúng không? Ok. Hello. Ủa đi đâu hết trơn rồi. Chưa kịp làm quen luôn mấy ba. Chưa kịp làm quen luôn á. Thu thập càng nhiều quả cầu càng tốt để có thể nhận được cái gì đó. À, ok, là game này là bắt cua nhận mấy quả cầu đúng không? Trời ơi, tưởng gì. Chơi. Vô nè. 3 2 1 go. Bắt đầu. Thu thập quả cầu. Mấy quả cầu màu đỏ này đúng không? Hay là màu trắng này? Là quả cầu màu trắng đúng không? À được một. Tôi được một quả cầu rồi. Ok, mấy cái đầu này nó nhây. Ui, quả cầu màu đỏ. 3 quả. Ui tôi được nhiều nha. Tôi được nhiều nha anh em, tôi được 15 quả rồi. Có quả màu xanh lá cây nào. Nhanh. Coi chừng có người lẫm mất. Nhanh. Quả này to nha anh em. Ui quả này được cộng 5 điểm luôn. Ngon lành canh nào. Ok, đây. Ui đội của tôi được 36, đội bên kia được 35. Vậy có nghĩa là hai đội sẽ phải gọi là giành nhau. Ok. Ui cái ông này chạy nhanh đấy, cái ông vàng này chạy nhanh đấy. Trời ơi, đội tôi đang ít hơn rồi. Sao tự nhiên xếp tôi chung với cái đội gì mà cùi bắp vậy? Mới lụm được có 49 vậy. Quả nào? Một xanh lá cây này, cái một xanh lá cây này nhanh. Nhanh Phong ơi, nhanh thôi. Không được để người khác lụm. Ok, cộng 5 nè, 61 nè. Bên kia được 89 luôn rồi. Trời ơi trời, đừng có nói ngay đầu trận mà tôi thua luôn nha mấy ba. Lụm mấy cái quả cầu này vậy mà cũng thua nữa là sao trời? Rồi xong, đội xanh thắng. Để có nghĩa là tôi thua. Ủa, hả? Sao nhanh quá vậy? Sao mà vô cho tôi xếp chung với cái đội gì kỳ cục vậy? Thôi cho tôi qua đội xanh được không anh em? Chú qua đội xanh được không? Đội đỏ đang bị đối mặt với việc sẽ phải bị loại bỏ. Trời ơi, trong tối nay hãy tự cứu mình. Hãy tự cứu mình hả? Tự cứu mình bằng cách nào? Wow, tự cứu mình bằng 99 Robux. Wow, xài tiền để tự cứu mình các bạn ơi. Thôi, bỏ đi. Ok, giải thích qua cho bạn nào xem đến tận giờ phút này vẫn chưa hiểu. Đó chính là nó chia làm hai đội. Thì mỗi đội sẽ thi đấu với nhau để có thể tính điểm. Đội nào ít điểm hơn thì đội đó thua. Mà đội thua sẽ phải lựa chọn ra một người để người đó gọi là bị đăng xuất khỏi trái đất. Nói vậy cho dễ hiểu nha bạn. Ở trên đây có cái phần là bỏ phiếu nè. Là mình sẽ bỏ phiếu cho một người trong đội đỏ sẽ bị thua hả? Wow, game này hấp dẫn nha.
Đội đỏ đã thua. Ok, đội đỏ đã thua rồi sao? Tất cả các bạn xấu hổ về bản thân của mình. Xấu hổ quá. Chơi game thua xấu hổ thật sự. Bây giờ mình sẽ vote một người để bị loại người đó. Thôi giờ vote ai vậy ta? Đây là hai bạn này, hai bạn nữ không vote nè. Hai bạn nam mình nghĩ chắc cũng không nên vote đâu. Tôi sẽ vote ông ở giữa. Bạn đã được an toàn. Yes! May quá, tôi được an toàn. Tôi chưa thua. Vậy ai thua? Ui, ông này cũng an toàn luôn. Có vẻ như chỉ còn lại hai lựa chọn. Ui, còn lại hai người, người con gái, người con trai hai bên tôi nè mấy ông. Ai sẽ là người an toàn tới đây? Ui, game này căng thẳng đi. Game này căng thẳng. U. Rồi xong, bạn nữ bên đây bị loại rồi ba ơi. Ui, game này căng thẳng đi. Game này còn vote nhau nữa à? Oh my god. U. Cái gì vậy? Ui, bị giật điện xong bị rơi xuống dưới. Game này hấp dẫn nha, game này hấp dẫn nha. Tôi thấy game này vui đó. Oh my god. Rồi màn tiếp theo, nhặt trái cây rơi xuống đất. À ok, là có nghĩa là phải nhặt mấy cái quả trái cây để lấy điểm. Ok, lần này không để thua nữa nha anh em. Lần này quyết tâm không để thua nữa. Một, chạy đi Phong ơi, nhanh. Ủa lụm đâu? À, trời, tôi chỉ có thể nhìn tôi theo ở trên cái màn hình như thế này thôi à. Oh my god ơi, Phong ơi, lụm. Yeah, tôi lụm được một quả rồi. Yes, tôi lụm được hai quả. Ui, không, tôi vẫn lụm được con quả. Đây con quả bên này nữa. Trời ơi, cái con màu vàng kia lụm mất của tôi ơi. No, ui có cái hộp gì đây, có hộp gì đây. Trời ơi. Đụng vô cái hộp á xong nó nổ chết queo á ba. Ok, trời làm ơn đi. Mấy anh em ơi, mấy anh em đợi đỏ với tôi ơi, làm ơn đừng báo nữa. Lụm đi, lụm nhanh nhanh đi anh em đợi đỏ ơi. Lụm quả táo. Trời ơi, đợi đỏ được có 8 quả, đội bên kia được 20 quả luôn rồi kìa mấy ba ơi. Trời ơi là trời. Game này khó lụm quá vậy. Game này khó lụm thật sự anh em ạ. À. Tôi đang lụm nãy giờ không được nè. Hay là do tôi chơi ngu ta? Ôi trời, tôi té nữa mấy ba. Trời ơi là trời. Trời ơi, team bên kia được cả thá luôn rồi, team bên tôi trời ơi nổ thêm lần nữa. Trời ơi là trời. Hy vọng là tôi sẽ không bị loại. Tôi nhìn là tôi biết đội tôi thua rồi anh em. Nhưng mà thôi. Rồi không, tôi bị nổ thêm lần nữa rồi. Tôi nhìn là tôi biết đội tôi thua rồi, nhưng mà hy vọng là tôi sẽ không bị loại. Tại mấy anh niên kia báo, không phải là tại tôi đâu đúng không anh em? Mà cũng có thể là tại tôi. Té nữa, trời ơi trời, nó nổ té hoài luôn á. Ôi mấy cái quả này nó trời ơi, đội xanh thắng tiếp rồi. Trời ơi là trời, có tê. Game này khó thật sự. Thì tôi không biết rằng lần này là tôi có bị đăng xuất khỏi trái đất hay không đây. Team tôi hiện tại còn 1, 2, 3, 4, 4 người. Trời ơi là trời. Ok, vote lại một người á, tôi sẽ loại ông này đi. Ok, hy vọng là sẽ không chọn tôi. Mặc dù skin của tôi rất đẹp, nhưng mà hy vọng rằng họ sẽ không loại tôi. Yes, bạn đã an toàn. Tôi an toàn rồi. Rồi xong, thanh niên phía sau lưng tôi xong rồi. Nè anh em coi, thanh niên phía sau lưng tôi biến mất nè. Và bạn là người cuối cùng an toàn tối nay. Tôi được an toàn. Ủa khoan từ, vậy có nghĩa là hồi nãy là tôi bị... Ủa không phải tôi. Tôi không được an toàn. Trời ơi là trời, tôi thua rồi. No. Trời ơi. Bỏ phiếu cho người mà bạn muốn mất hả? Bỏ cho con chó đi. Cơ hội thứ hai hả? Thử cơ hội thứ hai coi. Wow, cơ hội thứ hai 149 Robux. Thôi làm ơn đi, tôi nghèo lắm, tôi không có tiền đâu. Thôi tôi tham gia trò chơi mới luôn cho rồi. Trời ơi. Theo như mà tôi thấy á, là cái game này phải nói là một cái game rất là hay luôn. Và tôi nghĩ rằng một ngày á, tôi sẽ mời Hero Team vào đây chơi chung với tôi. Và sẽ có giải thưởng thật luôn nha các bạn nha. Bữa nào làm cái giải thưởng tầm gọi là 10 triệu đi. Đó, giống kiểu mình tham gia thử thách của MrBeast đó. Ừ, mình vượt qua thử thách là mình được 10 triệu ấy. Mà 10 triệu ở đâu có vậy ta? Thôi kệ, khi nào có thì làm. Chứ giờ nghèo đó, không có tiền các bạn ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ chơi lại thêm một lần nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là được cái top 1 hay không cũng chỉ là hên xui thôi. Chứ tôi cũng không tự tin là tôi được top 1 đó các bạn ạ. À, tôi quay video là để chơi cho các bạn xem thôi nha. Ok, bên đội xanh dương. Trời ơi, được. Hồi nãy bên đội đỏ là thấy đội đỏ ngu quá. Bây giờ qua đội xanh dương, không biết đội xanh dương có ngu không. Ok, chia người thành hai đội nè. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em tôi chắc không có bị ngu đâu ha. Ok, vô hơi 500 anh em ơi. Trò đầu tiên sẽ là trò kéo co. Bằng mọi giá phải kéo đội bên kia về phía giữa. À, ok, nhưng mà kéo bằng cách nào? Tôi chưa hiểu cách chơi, kéo bằng cách nào? À, là mình phải lít vô cái màu xanh này á. Ok, mình phải canh để mình bấm cách ngay cái lúc này các bạn ạ. Kéo đi Phong, kéo đi. Kéo, ui, hụt rồi, no. Kéo đi Phong. Kéo đi, kéo. Kéo, ok, mình phải canh, mình lít chuột. Trời ơi, lít hụt ơi. Kéo, anh em ơi, cố lên anh em ơi. Kéo, cái này mình phải canh, mình lít chuột các bạn ạ. Bạn nào nhanh tay, nhanh mắt thì mới làm được. Chứ mấy thằng cận như tôi là chịu ơi. Kéo nè, hình như đội tôi sắp thua rồi các bạn ơi. Kéo đi, đội bên kia hình như có vẻ là kéo xa hơn đội tôi rồi anh em ạ. Ui, đội tôi bị giật. Ui, đội tôi kéo lại được rồi. Ui, đội tôi bị kéo ngược lại rồi. Kéo qua kéo lại từ nãy giờ. Cố lên anh em ơi. Trời ơi, đội bên kia, đội đỏ được năm mấy điểm rồi kìa anh em ơi. Thôi xong rồi. Vẫn thua. Sao mà tôi qua bên đội đỏ là đội đỏ thua, mà tôi qua đội xanh cũng thua vậy ta? Là rốt cuộc là do đội tôi ngu hay là do bản thân tôi ngu ta? Không, cái này game đồng đội mà bạn. Quan trọng là đồng đội cũng phải mạnh nữa. Chứ này sao chấp mình tôi được đúng không anh em? Tôi chấp nhận là tôi chơi game dở luôn á. Nhưng mà một mình tôi làm sao gánh cái team được. Đội xanh dương chuẩn bị lên vàng. Ok, liệu rằng là trong đám mừng tôi, người nào sẽ là người bị loại tiếp theo đây?
ai sẽ là người may mắn sống sót. Đây tôi sẽ quay từng người cho anh em xem nè. Rồi tôi sẽ phải chọn một người ra. Thì trong đây là có hai bạn nữ với anh niên này skin đẹp quá. Tôi sẽ chọn anh niên skin xấu nhất. Bạn nữ đằng sau kiểu flee, làm ơn. Bạn được an toàn. Yes, mình được an toàn. Mình được an toàn. Bạn tóc vàng cũng được an toàn. Ông màu xanh bên cạnh mình cũng được an toàn. Còn hai người phía sau rồi. Hai người phía sau sao đây? Liệu rằng ông nam hay ông nữ đây? À nhầm, ông nam hay là bạn nữ đây? Và người cuối cùng an toàn tối nay là bạn nữ. Rồi xong, thanh niên này rồi. Thanh niên này đi rồi. Oh my god, hả cái gì? Ủa, là bạn nữ hả? Là cái này nó lừa mấy bạn ơi. Cái con que kem này nó lừa. Thật ra là bà nữ chứ không phải là cái bạn nam này. Que kem nó lừa anh em ơi. Nó hiện lên là bạn nữ an toàn, nhưng hóa ra lại là nó lừa. Y chang mình hồi nãy luôn, mình tưởng mình được an toàn rồi chứ. Căng thẳng quá. Rồi trò chơi tiếp theo nè. Bằng mọi giá hãy chắc chắn rằng bạn không có khoai tây ở trên người. À, game này giống như kiểu là mình sẽ ôm quả bơm xong mình đưa cho người khác vậy các bạn. À tôi hiểu rồi. Là thanh niên nào cầm cái quả khoai tây là thanh niên đó sẽ bị nổ chết nè. Ôi, thanh niên lại gần tôi rồi. Chạy. Ui. Nổ ra. Bùm. Một người bị loại. Ui, có 7 trái lần hả? 7 trái khoai tây lần hả? Vậy là chỉ có một người duy nhất sống sót hả? Oh my god. Ok, tôi sẽ núp trên đây luôn đi. Ui, có thanh niên kia đang chạy bên dưới kìa. Rồi nổ nè. Bùm. Rồi, hai thanh niên bị loại. Người tiếp theo là ai đây? Đừng là tôi nha. Ok, không phải là tôi. May quá. Rồi, ba bên dưới cầm rồi. Xong rồi. Chuẩn bị nổ rồi. Đó, đang truyền qua lại cho nhau nè. Nổ. Bùm. Ông kia thua. Tưởng là bà tóc đỏ thua chứ. Ui, thôi xong rồi. Bà tóc đỏ lại gần mình rồi. No. Chạy đi Phong. Ui đâu. Rồi xong. Củ khoai tây lên người tôi rồi. Cầm đi. Tôi sẽ không giữ đâu. Củ khoai tây là của ai? Người đó tự giữ. Ok. Mừng quá. Tôi tưởng tôi thua rồi chứ. Ok. Ui, lại là thanh niên bên dưới. Ui. Chạy. Nổ. Bùm. Rồi ok. May quá. Từ nãy giờ tôi vẫn chưa bị loại anh em ơi. Ui, tại sao lại đưa nó quả cái quả này cho tôi? No, làm ơn, please, đừng. Ôi đâu, ui cái thanh niên cái lấy giùm mình ơi. Cái bà tóc đỏ kia lấy giùm mình ơi. Ủa? Sao bà tóc đỏ kia lấy giùm mình ơi? Phong cận TV đã thắng được. Tôi thắng rồi hả? Ủa tôi thắng rồi hả anh em? Wow! Nói chung là tôi được an toàn anh em, nói chung là chỉ có một mình tôi được an toàn thôi. Còn ba ông này là sẽ có không, bốn người này chứ, bốn người này là sẽ có người bị loại. Ok, tôi được an toàn. Rồi, ok, an toàn rồi anh em ơi. Tôi không bị loại, tôi là người duy nhất ở bên ngoài đây anh em nhìn này thấy không? Rồi để tôi xem coi trong bốn người này ai sẽ là bị loại đây. Anh em đón ai bị loại nha. Màu xanh dương, màu đỏ hay là bạn nữ ở giữa hay là thanh niên đứng đằng sau. Ok, ui tôi được bỏ phiếu nè. Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ phiếu cho thanh niên này đi. Không phải là tôi mê gái mà tôi không vote cái bạn nữ nha, nhưng mà mình chơi game mình con trai mình nhường cái bạn nữ đi anh em hiểu không? Thấy không? Bạn nữ được an toàn thấy không? Đấy. Tôi chỉ có vote duy nhất một bạn nữ trong game này chính là Camui thôi hả? Chứ không còn ai khác đâu bạn. Rồi, bạn nữ với ông niên thanh niên xanh dương kia là an toàn rồi đó. Còn ông thanh niên áo đỏ, thanh niên đứng đằng sau nữa thôi. Thanh niên áo đỏ an toàn luôn. Rồi xong. Tạm biệt thanh niên kia. Ui bị giật điện xong rơi xuống hố. Oh my god. Thì ra cảm giác của người chiến thắng là như thế này sao? Một mình cân cả team cơ à. Rồi, trò chơi tiếp theo. Đánh người khác bằng quả bóng nhưng đừng để bị đánh. Ủa là sao? Ở trên đây là kẻ thua cuộc nè. Kẻ thua cuộc sẽ bị nhốt bên trên đây nè. Đánh người khác bằng quả bóng. Quả bóng nào? Tôi khai quả bóng nào đâu? À đây, quả bóng trên tay mình đó hả? Là mình sẽ chọi người ta hả? Chọi nè. Ui. Chọi nè. Ok, tôi loại được một người rồi. À, là chọi được chúng ai người đó sẽ bị loại. Chọi nè. Ui. Xin lỗi bạn nữ nha, nhưng mà chọi nè. Ui, chúng bạn nữ luôn rồi. Ngon. Chọi nè. Ui. Chọi nè. Ui. Chọi nè. Ui. Còn tôi thanh niên áo đỏ kìa ơi. Anh em ơi. Chọi nè. Yes, tôi lại được thanh niên áo đỏ luôn rồi. Yeah. Phong cận đầu chọc siêu chất. Quá ngon lành. Tôi lại được thanh niên áo đỏ luôn rồi anh em ơi. Nghĩ là tôi sẽ là người an toàn tiếp theo. Giờ chỉ còn có ba người chơi thôi sao? Please not vote me hả? Thanh niên này kêu là làm ơn đừng vote tôi. Nhưng mà xin lỗi bạn, như hồi nãy mình đã nói rồi đó, mình là con trai, mình chơi game mình phải nhường các bạn nữ hiểu không? Cho nên là thôi tôi đành phải vote cái ông áo đỏ bạn ơi. Đành phải vote ông áo đỏ thôi, giờ biết sao giờ. Xin lỗi ông áo đỏ rất nhiều nha. Mình chơi game mình nhường con gái xíu nha bạn. Đó, vote ông áo đỏ nè. Ê mà khoan từ, có khi nào thanh niên kia là mặc skin con gái thôi nhưng thực ra là con trai không ta? Thôi kệ, chắc là con gái đó, không phải con trai đâu. Nhưng mà thôi, bạn áo đỏ nhường bạn con gái nha. Rồi xong thanh niên áo đỏ rồi, lên sàn. Ủa, thanh niên áo đỏ an toàn. Tôi đùa đấy, họ không thực sự bị loại bỏ he. À, lại lừa tiếp. Nữ mới là an toàn chứ mà thanh niên áo đỏ. Thanh niên áo đỏ mừng hụt mấy bạn ạ. Thanh niên áo đỏ mừng hụt, thương thật sự. Trời ơi là trời, tưởng là thắng rồi, ai dè vẫn thua. Ok. Và bây giờ sẽ đến với trận đấu cuối cùng của tôi và bạn nữ này. À, xin chúc mừng những người đã vào chung kết.
một trong số bạn đã sẽ bị loại trong tối nay. Ok, còn tôi với bạn nữ này thôi. Bây giờ mà tôi có thắng hay thua thì tôi cũng chịu. Có hai bàn đồ ăn luôn. Wow, ui sực, trên cái bàn đồ ăn, ui đồ ăn gì có cái chân trên đây vậy? Oh my god, kinh khủng thật sự. À, giống Squid Game quá ha. Ok, thôi không sao, ăn luôn. Ơ nhưng mà ăn, khoan từ, mình ăn mình có bị loại hay gì? Ông ta có khi nào lừa ông ta nó bỏ độc vô đồ ăn sao? No. Thôi bây giờ là tôi cũng đã vô được chung kết rồi. Giờ tôi có thắng hay thua đi chăng nữa thì cũng là gọi là số phận của tôi nha anh em nha. Không biết là tôi có được top 1 hay không đây. Ủa, ghi bằng tiếng Anh sao hiểu mà. Chết tôi rồi. Tôi gọi là dở tiếng Anh lắm. Tôi không hiểu mấy câu kiểu gọi là trò chơi này đâu. Hả? Sao bạn nữ thắng? Ủa? Là cái này là vote hả? Vote coi ai thắng hả? Mấy thanh niên kia vote cho bạn nữ thắng chứ không vote cho tôi. Trời ơi! Cái tê à! Trời ơi anh em ơi, trận cuối là những cái người thua hồi nãy sẽ vote. Chứ ai về đâu, tôi lại là người thua. Ôi không sao, bạn nữ này đã cảm ơn tôi. Bạn ấy chat là thank you nè. Ok, bạn ấy dù gì người ta cũng dễ thương các bạn hiểu không? Hả? Đỡ hơn mà kiểu người ta chiến thắng xong người ta ra ta kiểu liêu liêu mình hay người ta bảo ui ngu như bò. Nhục lắm anh em ạ. Mình chiến thắng trong lòng người hâm mộ anh em hiểu không? Hả? Ok anh em ạ. À, coi như là ngày hôm nay mình đã tham gia vào một cái trò chơi gọi là cái đầu của Phong Cận. Dạ. Yeah. Và tôi vô từ nãy giờ tôi không thấy cái đầu của tôi đâu hết. Ok, thôi không sao cả. Nói chung là game này vui nha anh em. Và bạn nào mà muốn tôi sẽ thử chơi lại cái trò này cùng với lại Hero Team cùng với phần thưởng là 10 triệu á, thì anh em hãy nhớ comment ở bên dưới video này. Và anh em cũng đừng quên hãy nhấn vào nút like cái video này. Nếu như được 5.000 like thì mình sẽ làm tập tiếp theo là chơi cùng với lại Hero Team để giành giải thưởng là 10 triệu nha. Ok, còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ kết thúc video tại đây đây. Game hôm nay quá vui luôn anh em ạ. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Thôi không sao, thắng trong lòng người hâm mộ cũng được. Nói chung là gọi là mình cũng thi đấu dùng chung kết rồi. Không sao.